Xin chào cô chú anh chị nha, chào mừng cô chú anh chị đã quay lại với em Toàn ngày hôm nay, cũng là ngày mùng 2 tháng 9, mừng ngày đại lễ của chúng ta. Thì em Toàn kính chúc cô chú anh chị nè, có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ bên gia đình người thân, có những cái chuyến đi thật là an toàn và có những cái giây phút xem ở nhà, xem video của em Toàn thật là chất lượng anh chị nha, và tìm được những cái xe mà mình có nhu cầu đó. Và em cũng hy vọng đón tiếp anh chị tại Toàn Trung. Với những cái ngày nghỉ mà anh chị không có nhu cầu đi đâu thì anh chị mời anh chị tới với chúng em, các bạn nhân viên Toàn Trung sẵn sàng nha, sẵn sàng phục vụ đón tiếp và cho anh chị trải nghiệm đó, có thể xem và trải nghiệm cùng anh chị trải nghiệm đó. Thời gian này thì rất là Sài Gòn thì bắt đầu là bà con rồi cô chú anh chị đi chơi hết rồi thì cũng vắng vẻ, rồi cung đường cũng rất là đẹp để cô chú anh chị trải nghiệm, thí dụ là hôm nay mua hoặc là hôm sau hoặc là tương lai đó, tương lai có thể mua thì có thể tới tham quan những cái xe mà tương lai mình có thể phấn đấu mình sẽ đạt được và mình sẽ sở hữu, bằng cách là bây giờ trước mắt thì mình cứ trải nghiệm trước đã, không tính phí và cũng không phải mua là mới được tới Toàn Trung anh chị nha. Em mong muốn anh chị á là tới để nghiên cứu trước đã đó, nên mua, các bạn nhân viên chuyên viên bên em tư vấn thử là bây giờ nên mua hay là bữa nào mua, hoặc là tương lai sẽ mua dòng gì, phân khúc gì đó. Cảm ơn cô chú anh chị một lần nữa nha, hy vọng được đón tiếp cô chú anh chị tới để trải nghiệm tất cả các mẫu xe của hệ thống Toàn Trung ở Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh cô chú anh chị nha. Gia Lai, thành phố Hồ Chí Minh thì chúng em sẽ mở cửa xuyên suốt anh chị, xuyên suốt không có ngày nghỉ lễ anh chị đó. Khách hàng cũng đang tới nhận xe, ngày nay cũng là ngày đẹp rồi, cảm ơn đó. Rồi đây là tất cả những cái mẫu xe mà bên em hiện đang có cô chú anh chị. Rồi quay lại là ngày hôm nay, vấn đề chính ngày hôm nay là em sẽ review những cái xe mà mua ngày hôm qua anh chị yên tâm nha, bán và mua không ngày nghỉ anh chị nha. Em còn thức thì còn mua xe anh chị nha đó, chứ còn em không có nghỉ trưa hay là gì hết á, chỉ có trường hợp tối á thì 11 giờ em vẫn định giá, vẫn có thể đi mua xe cho anh chị được đó, và em xin phép được ngủ mấy tiếng thôi, cỡ tầm 11 giờ cho đến cỡ 6 giờ sáng là em dậy đó, ngủ 7 tiếng thôi đó. Là từ đó cho đi là anh chị cứ bán, cứ bất cứ lúc nào anh chị nha, bất cứ lúc nào anh chị có nhu cầu bán xe ở thành phố Hồ Chí Minh nè, ở các tỉnh miền Nam nè, và Tây Nguyên và miền Trung, lúc nào Toàn cũng sẽ điều hành, chắc chắn Toàn sẽ điều hành và đưa thông tin cho các anh em đi tới tận nhà để hỗ trợ anh chị khi mà anh chị có nhu cầu bán ra nha anh chị nha, có nhu cầu mà để lại, hoặc là anh em biết bạn bè mình có nhu cầu bán xe thì hãy cho Toàn thông tin đó. Trộm vía thì Toàn nói thật sự là Toàn bán rất là tốt, nên là Toàn rất là mong muốn mua đó, thật là nhiều xe về để cô chú anh chị tham khảo, tham quan, lựa chọn và trải nghiệm. Và tiếp theo Toàn mới mở thêm một cửa hàng nữa thì cũng mong muốn anh chị có xe sang đó, xe sang những cái xe mà tiền tỷ, ít cây số, chuẩn chỉ về km, chuẩn chỉ về chất lượng, muốn bán cái giá hợp lý và nhanh gọn lẹ anh chị nha đó. Em không dám nói mua cao nhất thị trường nhưng mà hợp lý và nhanh gọn lẹ đó, và các bạn dễ thương đó, hỗ trợ thì anh chị có thể ưu ái em, và em mua được thì em sẽ gửi cà phê cô chú anh chị. Rồi cái đó là vấn đề mà mua. Và có một cái vấn đề sáng hôm nay mà em cũng trăn trở, thì có một vấn đề rắc rối là có một khách hàng A mua xe của đơn vị khác, xong rồi có vấn đề tài chính thì bán lại, mới mua hình như là vài ngày thôi, xong bán lại thì họ kêu là bữa nay họ nhập nhiều quá rồi chính sách giảm thuế hay là cái gì đó tùm lum hết rồi, đợi họ 5-7 ngày họ bán bớt thì họ sẽ thu lại đó, cái kiểu vậy. Thì ảnh không chờ được, ảnh bán cho bên em, thì bán cho bên em thì em cũng mua thôi, nói chung là xe nào cũng đạt đủ tiêu chỉ là em mua, chứ không phải là xe một chủ đó. Thì tới tụi em xem thì nhân viên của em Toàn xem xong rồi lại kêu là không mua rồi đi về. Thì anh rất là bức xúc và thắc mắc là tại sao mở ra mua bán xe và người ta dành thời gian cho mình xem xe đó, và xem xe mà
mình đi xem mà mình không mua, cũng không nêu ra lý do, cũng không gì đó. Đó thì nói thật sự anh chị cũng xin lỗi anh chị một lần nữa, thì sáng nay cũng giải quyết cái vấn đề đó. Nhưng mà nói hôm nay chung quy là tại vì em đào tạo các bạn như vậy, mình mua á, mình tới người ta mình mua cảm thấy được hợp lý thì mình mua rất là nhanh rất là gọn, mà còn không hợp lý thì thôi mình xin từ chối, mình không mua. Chứ không phải là không mua xong rồi chê tới chê lui rồi trừ giá, đã không mua là không mua anh chị đó. Và cũng một điều tế nhị là em cũng, anh chị cũng thông cảm là em cũng đang hoạt động và mua bán, và cái tiêu chí mua bán là mình cũng không nói xấu đối thủ, và đối thủ cũng họ cũng sẽ dành sự tôn trọng cho mình. Thì nói chung là không phải đối thủ mà đồng nghiệp đó, nói hôm nay là đồng nghiệp đó, mình cũng không xấu nói xấu cửa hàng khác, và cửa hàng khác thì họ cũng sẽ dành sự tôn trọng cho mình, không phải bảo vệ hay là bao che hay gì đó, thì em chỉ làm việc tốt của em thôi. Thì chốt lại vấn đề là anh chị cũng thông cảm là có những cái đó là em đào tạo các bạn á, là tránh và né. Khi mà khách hàng mua của đơn vị khác thì mình cảm thấy hợp lý thì mình mua, còn không hợp lý thì mình thôi đó. Chứ mình tránh nói tới nói lui và nói tùm bậy tùm bạ đó, và chỉ nói từ không mua. Và khách hàng họ có tài sản thì họ tự tìm hiểu và họ tự biết, chứ mình cũng không có dài ta, mình cũng không có nhiều chuyện, hoặc là mình cũng không can thiệp quá sâu đó. Thì anh chị thông cảm, đó là tế nhị và lịch sự anh chị nha. Và chốt nó nữa là anh hỏi em lý do tại sao không mua, thì cho cái câu trả lời khi mà họ đã dành thời gian cho mình xem xe đó, thì em cũng nói một là không đạt tiêu chí, nói hôm nay là không đạt tiêu chí và nhu cầu đó, mua bán là nhu cầu của bên em thì bên em sẽ không thu, nên anh chị sẽ thông cảm là nhân viên toàn trung sẽ tới xem xe, khi mà đạt thì sẽ mua, còn không đạt thì sẽ từ chối và cảm ơn khách hàng đã từ chối và xin lỗi khách hàng và cảm ơn khách hàng dành thời gian cho xem xe và tụi em xin rút đó. Đó, hôm nay là vậy. Còn những cái xe em bán ra nha, nói luôn là, thì ảnh cũng nói là ủa vậy xe ông bán ra thì như thế nào kìa. Thì tất cả những xe em bán ra nha, tất cả những xe em bán ra từ 10 năm hay là 1-2 tháng hoặc là 1-2 ngày, khi mà khách hàng có nhu cầu đó, thì không bao giờ có câu chuyện, em hứa danh dự luôn, nếu mà em toàn làm sai thì em toàn bỏ nghề, không làm nữa đó. Bảo đảm với anh chị luôn là tất cả các xe em bán ra, dù nó có đẹp hay nó xấu hay là như thế nào, cũng sẵn sàng mua lại và chuẩn bị tài chính giải quyết. Đó là cái công việc mua bán của mình, mở cửa ra là mình phải đủ tài chính để mình thu lại những cái xe mà mình đã bán ra. Kèm theo nữa là dù em bán ra cho anh chị cái xe nguyên bản nhưng chị đi có vấn đề gì, nhưng mà anh chị bán lại thì anh chị đã là khách của em, thì chắc chắn em cũng sẽ phải hỗ trợ và giải quyết khi mà anh chị có nhu cầu bán lại nhanh gọn lẹ và ngay lập tức anh chị nha, ngay lập tức. Thí dụ là bây giờ anh chị chào xe, anh chị có việc đúng không, thì anh chị cho 3 tiếng hay 4 tiếng chị cứ nói thời gian thôi, em sẽ sắp xếp người, dù khó khăn thế nào vẫn sắp xếp người xuống lấy cho anh chị. Đó là cái câu chuyện của bên em đó, khẳng định cho anh chị một lần nữa nha. Còn anh chị mua ở bất kỳ đơn vị nào khác mà quay lại với toàn trung thì toàn trung sẽ mua, và có thể không mua thì anh chị tự tìm hiểu và không đưa ra lý do nha. Tụi em sẽ xin phép không đưa ra lý do để tránh rắc rối cho cửa hàng đó. Và bên em cũng không nhận thẩm định xe anh chị nha, không nhận thẩm định xe của bất kỳ nơi khác đó. Em chỉ làm tốt những công việc của mình thôi. Rồi đó, quay lại là xe của em Toàn là đây, mới về cũng xin giới thiệu cho anh chị, xe đây là Mazda 3 anh chị nha, xe đây là Mazda 3 đó, mới về luôn, nóng hổi. Ê, máy 1.5 anh chị nha đó. Cái xe này là bản luxury. Cái này là anh chị nào thích một cái xe mà Mazda 3 sedan màu đỏ pha lê nè, đó 15.000 km nè, em Toàn mới mua ngày hôm qua luôn, đó là ngày mùng 1 tháng 9 đó, đó. Thì liên hệ nha. Xe đó, xe này thì cũng lưu ý với anh chị là nó hơi móp một xíu, sâu đít một xíu thôi, chứ còn keo chỉ đó mọi thứ là cũng nguyên bản hết anh chị. Đó, chủ xe cũng lên mấy cái đồ chơi body kit rồi bô, giả bô thôi chứ không phải lên bô anh chị nha. Đó, cái xe này thì đời 2022 cô chú anh chị nha, 2022, 2023 ta. Qua em mua mà em quên mất tiêu. Đó, anh chị thông cảm nha. Đó, này là đời 2022 cô chú anh chị nha. Đó, máy 1.5 Skytech. Rồi tiếp theo nữa là Kia Celento. Đó, Kia Celento cái này bản 2.2020 anh chị nha. Đó, qua em mua cũng chính chủ luôn. Đó, có hút móp sơn tút thôi, keo chỉ thì vẫn còn,
chủ xe đã lên một số update như mặt nạ pin đúc rồi vậy, kiểu vậy anh chị. Đó, nội thất hai màu, xe chạy 51.000 km anh chị nha. Đó, thì bốn đồng mấy thôi cô chú anh chị. Đó, xe lên tô 2.0 cô chú anh chị nha, màu đen, em có hai chiếc màu trắng. Đó, rồi tiếp theo nữa là Hyundai Accent, Hyundai Accent cô chú anh chị nha, Hyundai Accent ATH anh chị. Đó, cái này ATH là mâm phay, cái này 2.18 anh chị, cái này máy 1.4 nè, full option đủ để cho anh chị sử dụng và trải nghiệm nè. Đó, các ba anh em kỹ thuật Huy cho anh lại cái mấy cái giá xe này cái anh quên mất mới về. Đó, thôi để anh giới thiệu xong rồi em Ngọc đưa lại giá chưa. Đó, xe mới về thì các bạn đang làm giá chưa kịp luôn chị, mới về sáng hôm nay. Đó, rồi cái này là ATH, đây cửa nóc đầy đủ hết, các anh Vinh đang kỹ thuật của bên em đang chất lại tất cả xe thì về các bạn đi mua và bên em cũng sẽ đi chất lại. Đó, rồi Everest anh chị, Everest cái này là động cơ biturbo. Động cơ biturbo anh chị nha, Everest 2019 mới mua qua một chủ biturbo là anh chị biết rồi, nó là hai cầu đó, hộp số 10 cấp luôn á. Nó titanium này, cái form cũ này á nó khác với cái form mới, cái là anh chị biết sao không? Nó sẽ chia ra là titanium đó một cầu, là nó không có động cơ biturbo là hai turbo giống như WeChat hay gì đó, nó chỉ twin turbo, nó chỉ một turbo thôi. Đó, và nó không có cửa sổ trời. Đó, và nó không có hộp số 10 cấp như vậy. Đó, cái này là ghế điện luôn. Xe này cũng xe kỹ, có 44.000 km anh chị, cái Everest á. Nhất cái dòng Toyota thì em nói, nhưng với dòng xe Ford hay những cái dòng xe Mỹ á, thì em ưu tiên mua ít cây số thôi. Tại vì nó tở 50.000 đổ lại á, là khách hàng mới trải nghiệm đúng cái giá trị của nó anh chị. Giá trị của nó là chất lượng đầm, chạy sướng, nhẹ nhàng, êm ái. Đó, cái dòng riêng cái dòng xe Ford là vậy, cứ 50.000 đổ lại á, thì nó mới mang cho chúng ta cảm giác đặc biệt được anh chị, đặc biệt hơn các dòng khác được. Đó, cái này cửa sổ trời, có hệ thống nè. Đó, tất cả hệ thống đi được tất cả cung đường anh chị nha, đường cát, đường đồ, đường đa địa hình. Đó, anh chị có thể nhấn xoay và anh chị có thể đi số S, số thể thao anh chị. Đó, chủ xe cũng gắn mấy cái rèm quá hay luôn, có mấy cái rèm. Đó, xe này cướp điện luôn anh chị. Đó, xe này là cướp điện hai cầu titanium. Đó, hai cầu. Rồi, tiếp theo nữa là xe này anh chị, Xpander này. Xpander này mới về, xe này thì hai chủ rồi, xe này hai chủ. Chủ đầu là cũng người nói người nhà ảnh, nhưng mà không biết sao. Tụi em được thông tin thì tụi em ra, tụi em bập liền anh chị. Đó, tụi em ra thì tụi em quốc liền. Xe có 24.000 cây à. Ảnh kêu rồi thôi công ty nghỉ lễ để qua lễ đi, kêu không, bên em đâu có nghỉ lễ đâu. Cứ có xe đẹp là tụi em lên đường làm gì có chuyện nghỉ lễ. Màn hình Android anh chị. Đó, Android. Những cái xe này thì cũng trong chương trình 6 ngày đặc biệt á, mừng ngày đại lễ thì tụi em vẫn giảm 9 triệu anh chị nha. Đó, 9 triệu vẫn gửi tới anh chị đàng hoàng. Đó, 24.000 cây máy 1.5. Đó, 1.5 số tự động anh chị. Đó, rất là đẹp, hai mấy ngàn. Đó, tụi em đã cái form này nó có cái body kit anh chị nha. Đó, cái form này nó có cái body kit. Đầy đủ hết cái xe này, một trong những cái xe 7 chỗ mà cỡ vừa tiền anh chị nha, đi dễ xài và tiết kiệm lợi xăng. Đó, máy nè, quay máy rin hết nè. Đó, máy rin hết đây, máy đây anh chị coi. Đó, hai mấy ngàn, máy móc nó sáng giới đây, đúng đồng hồ rồi anh chị ha. Đó, anh coi thử bốn cái lớp rồi coi. Đó. Đó, bốn lớp theo xe nè. Đó, bốn lớp theo xe. Đó, heo dầu nè anh chị. Đó, còn rất là đẹp. Đó, nó sáng đều hết, nó có những cái chi tiết mà anh chị cần thể quan tâm, cần tham khảo anh chị nha. Đó, chứ không phải là cái cây số là cái quyết định đâu, mình cũng coi cái chất lượng thực tế nữa, cái độ đều của xe, độ tươi, độ mới. Ở này tiếc cả nó không có cấp điện ha. Cấp cơ nó cũng có lợi hại của cấp cơ anh chị. Đó,
Đó. Còn đây là những cái mẫu xe mà mới về của bên em toàn. À, mẫu xe mà đang trưng bày tại showroom. Ở bên này là toàn chung 9 anh chị nha. Rồi em sẽ báo giá sơ chi tiết những cái xe này cho cô chú anh chị. Đó là thứ nhất là xe này là 49 nè. Đó. Xe này là cho anh chị là 3374 anh chị nha. Đó. Và cái xe Everest này. Đó, Everest này là bán rồi anh chị. Xe Everest này là cũng có sáng nay cũng có khách chốt luôn rồi anh chị ơi. Khách họ chờ họ mua chiếc kia không được á, anh khách ở Đắk Lắk á, nên là 8 đồng mấy thôi, giá hợp lý thôi anh chị, em bán 8 đồng mấy thôi. Nhưng mà bán rồi thì không dám chia sẻ anh chị. À, cái này là 484 anh chị nha. 484 thì giảm 9 triệu thì cũng còn 47 mấy anh chị. Cái này giá này em đọc ra chưa giảm anh chị nha. Đó, còn này là 2022 đi 5.000 15.000 km đó. 57 mấy thì còn 56 mấy à. Đó. Đây là những cái mẫu xe của em Toàn. Và kia là cái Kia Carren thì vận chuyển tới nhà cho khách, ngoài nhu cầu, ngoài cái việc mà bán tại cửa hàng thì có rất là nhiều khách ở xa muốn mua xe thì tụi em sẽ vận chuyển tới nhà cho khách hàng anh chị nha. Đấy nè, xem. Ủa, chở đi đâu vậy anh? Vâng. À, chở đi đâu? Giờ chỉ về tỉnh Nghĩa. À, là đi tỉnh nào vậy? Khách cũng đang tham quan. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị video kế tiếp. Tạm biệt.